chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ, kênh chuyên cung cấp thông tin mua bán ô tô trên toàn quốc. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin báo giá chi tiết những mẫu xe hiện đang bày bán tại ô tô 183, địa chỉ số 16 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm những mẫu xe nào trên đây có thể liên hệ ngay hotline trên màn hình. Em sẽ gửi chi tiết thông tin báo giá cũng như là các ưu đãi của cửa hàng dành cho quý khách hàng. Để biết rõ hơn chi tiết về các chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể truy cập vào web otoxehoi.com để xem thông tin đầy đủ ạ. Và ngay đầu tiên em sẽ gửi đến anh chị và các bạn đầu tiên đó là một chiếc xe Toyota Camry bản 2.0e sản xuất là 2018. À, xin lỗi anh chị và các bạn là sản xuất 2017 ạ. Form 2018 thì nó có đèn bền bi đôi cơ. Chiếc xe này nó hiện đang giao bán với mức giá là 839 triệu, sẽ còn giảm và hỗ trợ giá cho anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp. Còn để biết rõ chi tiết trả góp thì anh chị và các bạn hãy liên hệ, em sẽ gửi thông tin qua Zalo để anh chị và các bạn có thể là nghiên cứu ạ. Và ngay bên cạnh đây thì đó là một chiếc xe Honda City sản xuất 2019. Phiên bản này là phiên bản CVT, giá chiếc xe hiện đang giao bán với mức giá là 510 và còn hỗ trợ giá cho anh chị nào có nhu cầu hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình. Em sẽ có thể là quay chi tiết video chiếc xe này để anh chị và gửi đến anh chị và các bạn có thể là nghiên cứu ạ. Cũng như là các thông tin về mua xe trả góp để anh chị và các bạn có thể cân đối chi tiết hơn ạ. Và ngay sang bên cạnh đây thì đó là một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu 2 cầu số tự động sản xuất là 2019. Đăng ký biển tỉnh ạ. Và xe thì là đăng ký tên công ty anh chị ạ. Nếu anh chị vào mua về công ty thì cái chiếc xe này rất là phù hợp ạ. Vì cái chiếc xe này có thể xuất VAT. Xe trang bị full option đầy đủ các tính năng. Cảnh cáo vượt rồi cảnh báo lệch làn rồi là cốp điện. Rất nhiều các tính năng. Chiếc xe hiện đang giao bán mức giá 1 tỷ 125 triệu sẽ còn giảm và hỗ trợ giá. Hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe. Và tiếng ngay bên cạnh đây thì đó là một chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G số tự động. Sản xuất là 2017 và chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá cực kỳ hợp lý, chỉ 639 triệu thôi ạ. Sẽ còn giảm ngay cho anh chị và các bạn, còn 635 khi liên hệ trực tiếp. Ngoài ra còn sẽ hỗ trợ các thủ tục như sang tên di chuyển hay gì đấy chẳng hạn. Bên cạnh đây thì đó là một chiếc xe Toyota Fortuner gầm cao 7 chỗ phiên bản số sàn máy dầu. Chiếc xe này sản xuất là 2010 và giá hiện đang giao bán mức giá là 515 triệu. Xe thì chủ xe lên rất nhiều đồ chơi như cam hành trình rồi một số các tính năng khác. Xe thì đăng ký biển Hà Nội nên anh chị mua về Hà Nội sẽ không lo mất 20 triệu tiền biển ạ. Rất là phù hợp. Đấy, quay qua một chút anh chị và các bạn có thể thấy mặc dù sản xuất 2010 thôi nhưng mà nước sơn cũng như là nội thất của chiếc xe còn rất tươi, các chi tiết lốp lác còn rất dày, chủ xe vừa mới thay một dàn rồi. Và các chi tiết lốp sơ cua anh chị các bạn thấy lốp sơ cua này. Và ngay bên dưới đây là một chiếc xe Honda Ra, em giới thiệu rất nhiều trong nhiều clip rồi. Anh chị và các bạn muốn xem chi tiết, muốn được cái giá tốt thì hãy liên hệ ngay với hotline trên màn hình, em sẽ gửi anh chị một cái giá tốt nhất. Em báo nhiều rồi nên em không báo lại giá nữa. Và sang bên cạnh đây thì em có một chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản SLX sản xuất 2010. Chiếc xe này cực kỳ đẹp anh chị nhé, phiên bản nhập nội địa Hàn Quốc, trang bị full option rửa đèn pha tự động, rồi là xây ghế, hai hàng ghế trước và hai hàng ghế sau, nhớ ba vị trí ghế lái, rồi là rất nhiều các tính năng chống chân trượt hay là các tính năng đầy đủ. Chủ xe đã lên một dàn lên cái màn hình rồi, lên cái màn hình Android rồi nên chị và các bạn mua về cũng rất là được lợi rất nhiều. Đấy, xe rất đẹp, một dàn lốp mới toen này. Và chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá là 615 triệu, sẽ còn giảm và hỗ trợ cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp anh chị nhé. Và bên dưới đây vẫn là một chiếc xe Santa Fe nữa, nhưng mà chiếc xe này đời sâu hơn một chút. Chiếc xe này sản xuất là 2007, phiên bản 2 cầu, máy dầu. Đấy, xe ngoại thất màu bạc và nội thất màu kem.
rất đẹp ạ. Các chiếc xe được chọn về showroom thì cũng đã qua kiểm tra chất lượng cũng như là tổng thể, nên chị mua về sẽ được lợi rất nhiều ạ. Chiếc xe này thì cũng được chủ xe lên màn hình Android rồi. Để em quay sơ qua về nội thất để chị và các bạn có thể tham quan qua. Nó chỉ không được như trước kia là nó có cái tính năng là sấy ghế. Đấy, quay qua. Và giá chiếc xe hiện đang giao bán mức giá là 380 triệu. Sẽ còn giảm và hỗ trợ anh chị nhé. Bên dưới đây là một chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản máy 2.0 số tự động, sản xuất là 2014. Và giá chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá là cực kỳ hấp dẫn, chỉ với 590 triệu thôi ạ. Sẽ còn giảm và hỗ trợ. Chiếc xe được chủ xe lên rất nhiều đồ chơi ạ, dán tem rồi là cam hành trình cùng nhiều các tính năng khác. Vâng, vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua những mẫu xe đang bày bán tại ô tô 183, địa chỉ số 16 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm những chiếc xe nào trên đây, hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình, em sẽ gửi chi tiết thông tin cũng như báo giá ưu đãi dành cho quý khách hàng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ, và hẹn gặp lại. Rất mong nhận được sự ủng hộ anh chị và các bạn đăng ký kênh và chia sẻ.